Quyền Linh, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh khóc nghẹn cảnh ông cụ vác ngô nuôi bốn cháu mồ côi. Hoàn cảnh em Ngọc Duy phải sống nương nhờ vào ông bà nội khiến nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh, MC Quyền Linh khóc nghẹn vì xót xa. Giang khách mời khóc nghẹn khi tham gia chương trình tập 89 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với hai khách mời là nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Họ cùng góp sức giúp đỡ ba hoàn cảnh khó khăn gồm Trần Bảo Ngọc Duy, 12 tuổi, Nguyễn Thanh Mai, 13 tuổi và Hà Văn Thìn, 12 tuổi. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh. Hoàn cảnh của Ngọc Duy khiến nhiều người xót xa. Cậu bé 12 tuổi đang sống cùng ông bà nội và ba em nhỏ sau khi cha mất vì tai nạn giao thông. Nhắc đến biến cố này, Ngọc Duy nghẹn ngào kể, con đang chơi thì nghe tin cha bị tai nạn rồi mất. Con không tin đó là sự thật, con chỉ biết đứng nhìn và khóc. Các em con thì còn quá nhỏ, em nhỏ nhất lúc đó mới 7 tháng tuổi, vẫn chưa biết đi. Sau khi cha mất, mẹ về ngoại sống, anh em của Ngọc Duy nương tựa vào ông bà nội. Ông của cậu bé là Trần Văn Thường đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn đi vác ngô với thu nhập vài chục ngàn để trang trải cuộc sống. Trong khi đó, bà nội Ngọc Duy chủ yếu ở nhà lo cơm nước, đưa đón các cháu đi học. Dù mắc nhiều bệnh về huyết áp, dạ dày song bà vẫn cố gắng nhận vàng mã về làm. Mỗi tháng thu từ 700 đến 800 ngàn đồng. Quyền Linh động viên ông nội Ngọc Duy cố gắng nuôi các cháu không lớn. Quyền Linh chịu không nổi khi nhìn thấy anh em Ngọc Duy còn nhỏ lại thiếu thốn nhiều thứ. Nam MC nói, tại sao mẹ lại bỏ con đi? Dẫu rằng cuộc sống của chị có những vấn đề gì đó khó khăn, có nỗi khổ gì đó nhưng chị có biết rằng con cần chị nhiều lắm không? Chỉ cần gọi điện thoại cũng được, chỉ cần xuất hiện bên các con, ôm con vào lòng một chút cũng được. Tôi mong chị hãy về với các con càng sớm càng tốt, dù chỉ một chút cũng được. Đồng thời, Quyền Linh cũng xót xa vì hình ảnh ông nội Ngọc Duy đã lớn tuổi phải còng lưng bốc vác kiếm tiền nuôi cháu nhỏ. Trong khi đó, Phạm Quỳnh Anh bật khóc ôm chầm lấy cậu bé 12 tuổi và chia sẻ, tôi cũng là một người mẹ nên nhìn thấy hoàn cảnh này tôi không thể chịu nổi. Các em còn quá nhỏ nên có lẽ vẫn chưa hiểu hết rằng cuộc sống của mình sẽ khó khăn như thế nào. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh cảm phục trước sự tần tảo hy sinh của ông bà nội dành cho anh em Ngọc Duy. Phải nói ông bà là những người vĩ đại. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, công việc không ổn định và sức khỏe cũng không tốt vẫn cố gắng lo cho bốn cháu nội. Duy cũng rất hiểu chuyện, rất có trách nhiệm khi có những lời tình cảm với ông bà, nhất là khi cháu có mong muốn tương lai lo cho ông bà. Nam nghệ sĩ nói,